Tử vi tuổi Tân Mùi 1991, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Tân Mùi là những người thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và có khả năng phân tích nhạy bén. Những người sinh năm Tân Mùi thường là người khéo léo trong giao tiếp ứng xử. Vì vậy, tuổi Mùi mệnh thổ được mọi người xung quanh yêu quý. Hơn nữa, họ luôn giúp đỡ những người có số phận bất hạnh bằng sự nhân hậu, tốt bụng của mình. Họ mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc. Một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ cố gắng chinh phục bằng được. Tuổi Tân Mùi thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, những lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, mọi người xung quanh giúp đỡ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tân Mùi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Tân Mùi 1991, mệnh lộ bàng thổ, là người tâm địa hiền lương, có ý chí, có trách nhiệm cao. Phía ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi, họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Ước mơ của gia chủ tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp. Nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là con người có sự chí khí, cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì gia chủ tuổi Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước sướng sau. Vậy nên đây là một trong những tuổi sẽ gặp nhiều tai ương, vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, vận trình của gia chủ tuổi Tân Mùi khá ảm đạm trên mọi phương diện. Sự nghiệp sa sút khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi và lo lắng. Tài chính không có nhưng lại phải chi tiêu quá nhiều. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, hãy giữ gìn sức khỏe và tinh thần thật tốt. Tân âm kim gặp ất âm mộc nên được gọi là thất sát. Trong tháng này, gia chủ tuổi Tân Mùi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Tân Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mùi. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận, tử vi tháng 6 âm lịch của gia chủ tuổi Tân Mùi cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể gia chủ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.
Thời gian này, nếu gia chủ càng cố gắng làm công to, việc lớn thì càng dễ hỏng việc. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng, còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Tháng này, đam mê học hỏi không ngừng khiến gia chủ tuổi Tân Mùi cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập tới cho mình. Thế nhưng lúc này, gia chủ tuổi Tân Mùi không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Để có thể tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mùi, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. 2. Về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 6 này, cuộc sống của gia chủ thời điểm đầu tháng rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí, kéo theo gia chủ ra khỏi vùng quay công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Xem tử vi đường tài lộc của gia chủ tuổi Tân Mùi tháng 6 âm lịch cho thấy, có thể có một sự kiện màu nhiệm sẽ đẩy gia chủ tuổi Tân Mùi tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc. Tuy nói là gặp may nhưng xét lại thì đó là công sức và nỗ lực của gia chủ được đền đáp xứng đáng với những gì mà mọi người bỏ ra. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Đặc biệt để có thể kích hoạt tài lộc, vận may trong thời gian này, Thầy Phong Thủy khuyên gia chủ tuổi Tân Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ cho gia chủ trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn. Áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi năm 2021, tháng 6 âm lịch, phương diện tình cảm của gia chủ tuổi Tân Mùi nhiều biến động. Cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến cho đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Tân Mùi đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng, dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù gia chủ có muốn quan tâm đến gia đình thì có cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ tuổi Tân Mùi sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi gia chủ tuổi Tân Mùi tháng 6 âm lịch năm 2021 cho biết, có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình của gia chủ. Mọi người thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, gia chủ nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng để có thể giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Ngoài ra, để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Tân Mùi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 6 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu gia chủ tuổi Tân Mùi không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, gia chủ không được làm quá sức khiến cho khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng.
nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, gia chủ cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Gia chủ nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Những gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Tân Mùi. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Tân Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, nạp âm, gia trung kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục. Xung sửu, hình sửu, hạnh tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, tức ngày 16 tháng 7 dương lịch, nạp sát, Ất Sửu. Thứ hai ngày âm lịch 19 tháng 6, tức ngày 28 tháng 7 dương lịch, nạp sát, Đinh Sửu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Tân Mùi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 6, tức ngày 21 tháng 7 dương lịch, nạp sát, canh ngọ, nạp âm, lộ bằng thổ. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 6, tức ngày 2 tháng 8 dương lịch, nạp sát, nhâm ngọ, nạp âm, dương liễu mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bản mệnh hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.